Visa định cư EB3, Employment-Based Third Preference của Mỹ là chương trình di trú dành cho lao động chuyên môn, lao động không chuyên môn và lao động không kỹ thuật. Dưới đây là thông tin chi tiết về EB3 và các điều kiện của nó. 1. EB3A, lao động chuyên môn. EB3A dành cho những người có chuyên môn cao, như những người có bằng cử nhân, bằng kỹ sư hoặc bằng thạc sĩ. Điều kiện này yêu cầu người nộp đơn có một hợp đồng lao động của một nhà tuyển dụng Hoa Kỳ. 2. EB3A, lao động không chuyên môn. EB3B áp dụng cho lao động không chuyên môn như những người làm công, may mặc, thợ cơ khí và những người có kỹ năng nghề. Tương tự như EB3A, người nộp đơn cần có một hợp đồng lao động với một nhà tuyển dụng Hoa Kỳ. 3. EB3C, lao động không kỹ thuật. EB3C cho lao động không kỹ thuật như lao động thủ công, lao động vệ sinh, lao động bánh mì và các công việc khác không yêu cầu kỹ năng đặc biệt. Như EB3A và EB3B, người nộp đơn cần có một hợp đồng lao động với một nhà tuyển dụng Hoa Kỳ. Quy trình nộp đơn EB3, nhà tuyển dụng Hoa Kỳ phải lấy được chứng chỉ lao động, labor certification, từ Bộ Lao động Mỹ để chứng minh rằng không có người lao động Mỹ nào có khả năng hoặc muốn nhận việc mà người nộp đơn đang ứng tuyển. Sau khi có chứng chỉ lao động, nhà tuyển dụng có thể nộp đơn I-140, Petition for Alien Worker, cho người nộp đơn với USCIS. Nếu người nộp đơn đang ở Hoa Kỳ, họ có thể đồng thời xin điều chỉnh tư cách cư trú qua đơn I-485. Nếu họ đang ở nước ngoài, họ cần phải xin visa nhập cảnh qua đại sứ quán Hoa Kỳ tại quốc gia của họ. EB-3 có thể là một lựa chọn phù hợp cho những người lao động muốn định cư tại Mỹ, nhưng quá trình nộp đơn có thể phức tạp và yêu cầu sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tốt nhất là tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia di trú hoặc luật sư di trú có kinh nghiệm để đảm bảo quá trình nộp đơn diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.